Chào các bạn à, hôm nay mình đi siêu thị thấy cá ngừ nó ngon quá, nó tươi nên mình quyết định là mình mua hai con cá ngừ về. Đây nè các bạn, cá ngừ về mình làm một cái món là cá ngừ kho với lại trứng. Cá ngừ thì thường mình kho với cà, kho với thơm, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ kho với trứng. Thì nguyên liệu ở đây là mình có hai con cá ngừ, trứng gà, các bạn có thể mua trứng gà ác hay trứng gà ta gì cũng được, 6 quả trứng, nửa muỗng canh đường phèn, 4 tép tỏi, 4 củ hành tím, một ít ớt khô và hành lá. Và để kho cái nước dùng cho nó ngon, cái nước cá các bạn cho nó ngon nó ngọt thì mình sẽ dùng thêm nước dừa. Thì ok, bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi rửa cái con cá ngừ này, rồi mình chặt làm đôi, rồi mình đi tẩm ớt nha các bạn. Nãy giờ thì mình đã đi đánh vảy cá và mình cắt khúc nó ra rồi các bạn. Ha, cắt khúc nó ra như thế này, làm đôi đi. Trong thời gian đó thì mình luộc trứng để cho nó chín rồi mình đi bóc vỏ. Thì bây giờ để tẩm ướp cái con cá ngừ này thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng rưỡi canh nước mắm, một muỗng canh rưỡi nước mắm, sorry các bạn, 1 muỗng cà phê ớt bột hoặc là ớt khô cũng được, rồi 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa thìa cà phê tiêu ha. Rồi các bạn trộn cái phần này lên cho nó tan đi rồi mình mới cho vào trong con cá. Các bạn cũng có thể là cho cái gia vị vào trực tiếp vào trong con cá này, nhưng mà lưu ý là các bạn cho ví dụ là nước mắm trước ha, chứ đừng có cho mấy cá ví dụ ớt khô trước thì nó sẽ áo cái phần con cá đi, nó làm cho gia vị không có ngấm vào được. Mình sẽ cho vào rồi, mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê hành tím cũng như là tỏi băm, cho vào khoảng 3-4 cái đầu hành đập nát nữa, 1 muỗng cà phê hành lá băm nhuyễn. Rồi ok, mình sẽ trộn đều cái phần cá này lên và mình ướp nó 20 phút nha các bạn. Để làm cái màu cá cho nó đẹp các bạn, thì các bạn có thể là cho vào trong cái nồi một ít dầu ăn ha, rồi mình cho vào đây là cái phần đường phèn, hoặc nếu như các bạn có đường thốt nốt thì các bạn cho đường thốt nốt cũng được, cái nào thì nó cũng ngon và nó thơm. Mình cho vào đây mình nấu cho nó chảy ra, giống như mình thắng caramel rồi các bạn, để cho nó chảy ra là mình đổ nước mắm vào, vậy là mình có nước màu thôi, rất là đơn giản. Rồi sau khi mà các bạn thắng nước màu xong thì mình cho vào đây là một ít khoảng 1 thìa cà phê nữa, cái phần tỏi băm rồi hành lá băm và hành tím băm ha các bạn, cho vào để cho cái nước màu của mình nó được thơm. Thực ra cái nước màu này nó màu nâu nâu các bạn, nó vàng vàng chứ nó không phải màu đen nha, tại vì cái nồi nó đen nên các bạn nhìn thấy cái màu nó như vậy. Còn ai mà lười thì ra ngoài siêu thị hay là chợ mua sẵn cái nước màu đó về mình dùng. Rồi con cá ngừ sau khi mà đã ướp xong rồi thì mình sẽ cho nó vào trong cái nồi nước màu luôn ha các bạn, để lửa nhỏ nhỏ thôi cho nó săn con cá lại, rồi mình mới cho cái phần nước dừa vào sau. Trứng cút mình đã lột, trứng gà ác á, mình đã lột rồi, cho nó vào luôn. Cho nó vào lúc này thì cái trứng cút á, nó sẽ thấm cái phần nước nước sốt mặn mặn này nè của cá, rất là ngon. Một cái lưu ý cho các bạn, khi các bạn mua cái dừa kho cá thì các bạn nên mua cái loại dừa uống các bạn. Mình nói chung là tại vì khi mà mình mua dừa, mình nói người ta, mình nói là mình mua dừa về kho thịt, thì bao giờ mình uống cái dừa nó cũng có vị chua chua. Mình kho cá mình ăn thấy không có ngon, nên thường khi mà kho cá thì mình là chọn là cái dừa uống, thì người ta sẽ lấy cho mình những cái trái dừa nào uống nó ngọt, nó không có vị chua đó. Đó thì tùy các bạn thôi ha, tại mà nói chung là mình đi mua nhiều mình thấy kinh nghiệm là như vậy, mình chia sẻ lại với các bạn. Rồi để đây đi cho con cá nó săn lại rồi mình mới đổ nước dừa vào. Cái màu trứng nó vàng đó các bạn thấy không, do mà mình bỏ vào trong cái lúc mà cá nó còn như thế này, để khi nào cá nó săn lại rồi mình đổ nước dừa vào. Nếu như bạn nào mà muốn ăn cá ngừ mà kho với lại cà chua hoặc là thơm hay là khóm á, thì các bạn tham khảo thêm ở trên YouTube hoặc là ở trên Google ha, các bạn gõ những cái từ khóa đó, ví dụ là cá ngừ kho cà chua, mình tìm hiểu thêm cái cách làm ăn cho nó ngon ha. Còn thịt cá ngừ này thì ăn thì ngon rồi, ăn nó chắc và nó rất là ngọt. Rồi bây giờ cái phần cá của chúng ta nó đã thơm rồi, nó bốc lên cái mùi rất là thơm các bạn. Và con thịt cá thì các bạn nhìn nè, nó đã săn săn lại rồi đúng không? Thì giờ mình sẽ cho cái phần nước dừa vào. Kho cá thì mình để nhỏ lửa thôi các bạn đừng để lửa lớn quá ha, để cho cái phần nước dừa này chút nó cạn lại một xíu đi, là cá là nó sẽ vừa mềm luôn á, là lúc đó mình có thể là ăn cơm được rồi. Rồi khi nào mà mình kho nó càng cạn nước lại như thế này nè các bạn, thì mình tắt lửa rắc lên một ít hành lá nữa là xong rồi. Nói chung ngay cá này mình ăn với lại cơm rất là ngon các bạn. Ok, hy vọng qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn một cái món cá kho ngon, đó chính là cá ngừ kho với lại trứng. Nếu như các bạn thích món ăn này thì đừng quên bấm like và đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái món ăn tiếp theo. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn có món cá kho ngon miệng nha.